Hello các bạn, các mình sẽ làm bò kho xả này, ăn với cơm cháy này rất là ngon. Tôi chuẩn bị chân rồi ha, thì mình sẽ làm nha. Bò mình cắt cái dày vậy này cả nhà, đó cả nhà, ok. Tại vì kho mình cắt dày vậy này, thấy không? Kho mình rớt. Mình cắt cái này. Sáng nay sáng đông bào để tủ lạnh nó hơi đen chút xíu rồi cả nhà, ok. Rồi mình làm nghe cả nhà. Cái này bào mình luộc để mình ăn, để dành ăn. Rồi mình làm nghe cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ nha. Bò kho xả ớt với bò xào, mình bỏ này đi. Đây cả nhà ơi, bò kho xả ớt thì cả nhà thì chuẩn bị tỏi nè, hành tím nè, hành tây nè, tiêu nè, nghệ nè, khóm nè, xả bào thì bào xả non ra nó hơi đen chút xíu cả nhà. Để tủ lạnh nó tủ đông thì xả nhiều. Rồi mình sắt nè, chuẩn bị sắt bò để ướp. Để mình sẽ chuyển nhà ướp nha. Đây. Rồi chuẩn bị nước mắm ướp nha. Đây cả nhà. Bò sắt xong rồi mình sẽ bầm hành. Này bò sắt xong rồi cả nhà. Sắt hành vậy nè, bò xong bò sụp trên đây. Cắt bao nhiêu cắt bao để vô đây hết bao nhiêu. Lấy này ra đây. Còn để vậy nha. Ok. Mình thấy rồi. Đó của hành tím nè. Hành trắng nè, tỏi nè. Các con bằng cái gì đó ha. Tỏi này cho chút mình khử. Chút mình thử nè. Bò mình để vô nha. Mình sẽ trộn nha. Nghệ, bột nghệ nha cả nhà. Để vô khoảng này khoảng muỗng cà phê cả nhà. Bột nghệ nha. Tiêu. Muỗng canh tiêu.
canh cà non, muỗng canh đường, bột ngọt thì quý vị để chút xíu thôi, để nửa muỗng cà phê cũng được ha. Ok, để chút xíu đi. Chứ nó lấy cái thao mới đúng á, mình lỡ lấy cái này rồi nó văng luôn. Mình ớt nè, ớt cho thấm gia vị, nghệ quý vị để thêm thì ngon. Khi nào xào lắm để nghệ thêm quý vị, cái này mình ướp cho trong đây thôi. Mình xả lên lát mình sẽ xào. Thơm lắm các bạn. Nhìn nè. Thơm lắm. Bò ngon. Bò ngon tuyệt ha. Rồi mình sẽ làm như vậy. Mình cái cơm. Cái cơm mình sẽ dắt. Dắt vô cái cơm cho nó mềm đó kìa. Đây, dắt cái dịch mặt lên. Cho bò nó mềm nó thơm đó cả nhà. Cả nhà bò mà làm con nó có thơm á, nó rất là thơm. Thơm với lại nó mềm cái bò đó. Nhất là cái bò mà để qua đêm là không đó, có bị để vô. Rồi chọn lên lần nữa nha, tôi để yên một chỗ. Cái đồ ăn mình xào cả nhà ơi. Nè cả nhà. À, để yên yên một bên này đi, ok. Để yên một bên đó nha. Cái này mình hốt lại. Lát mình xào. Đây cả nhà, bò này mình ướp đã ướp rồi nè, hành nè, hành tím nè, hành tây nè, tỏi nè, đường nè, bột ngọt nè, nước mắm nè, cà no nè. Đó, ướp rồi, mình để đây. Cái đầu mình ăn mình xào thôi. Để một chút mình sẽ quay xào cả nhà. Mình chuẩn bị tỏi băm nè, chuẩn bị xả nè. Để mình xào nè ha. Mình chuẩn bị đường bột ngọt ở trên nè. Đây. Chuẩn bị luôn để lát mình xào nha. Còn cục bò để cho em bé ăn. Bò nè, lát cho em này nè. Bella. Hello. Đó, lát cho em này hai em nè. Cái này con. Snit làm gì con? Và cái thưa quý vị, hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn cho quý vị và làm ăn tại nhà luôn, đó là bò kho xả ăn với cơm cháy và cơm trắng cũng được, ăn với bún cũng được, ăn nhậu cũng được các quý vị. Dạ, xin mời nhà bếp với chúng mình nha quý vị ơi. Bò phi lê đây cả nhà, nhìn nó giòn. Cả nhà muốn làm răng cũng được mà cả nhà phải luộc trước. Còn cái này phi lê. Phi lê nó vừa có cái gân gân da ngoài đó, nhưng mà không có lóc, để gan luôn. Bò con sợ ớt này ăn với cơm cháy.
trong thời gian này bắt mà cơm lên này cả nhà, này cơm hơi nhão nhão đều lắc làm cơm cháy nha. Thế mình nghỉ mấy ngày khi nào chích thuốc xong ổn thì mình sẽ bán lại, nhà cũng làm ăn bình thường, làm cho gia đình này. Chạy nào bán thì mình sẽ livestream thì cái nhà xem nha, livestream quảng cáo cho hay trước mình đăng lên trước, còn bây giờ mình chưa có bán, nếu mà nghỉ sẽ hơi gì đó hết tháng nào. Những món ăn cái bình thì quý vị ăn đã quen rồi, quý vị đi kiếm không có ai làm giống cái mình đâu, thấy không quý vị, thấy không, ăn mà lấy tự nhiên ăn làm ghiền đã thì cứ nghỉ bán. Dạ thưa không có nghỉ, tại vì là cái bình thuốc đó với gia đình đó mình chích thuốc mình ngừa đó, khi nào mà ổn á mình sẽ bán lại thôi chứ không có nghỉ nghe nha. Cái nghề này rồi đam mê mà nó nghĩ được như ca hát rồi đó, dịch thì mình nghĩ đấy thôi. Cái này ăn phở cũng ngon nè, cái này mà tái ăn phở cũng ngon nè, chi lê đó cả nhà. Mình sẽ ướp lên trà sen đi. Nó đơn giản, cái này đơn giản lắm quý vị. Mà quý vị đặc biệt là phải xả non nha. Xả... Xin hân hoan chào đón quý vị. Xin chào đón. Bây giờ các mình sẽ vô bếp làm cái nhà ơi. Bây giờ các mình sẽ bật bếp lên. Yeah. Rồi, bếp lên rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho quý vị làm luôn chứ để quý vị không có còn tha bò cả nhà. Còn nữa còn khoảng 150 kg cả nhà. Cái này mình sẽ luộc, luộc xong mình để dành mình sẽ ăn phở muốn màu quế ha, và tất cả các lẩu bò của mình nấu, nói chung là mình cái mình cho dòng họ bà con anh em fan hâm mộ người chiên mớ, và còn nữa còn cái 100 cái thịt quý vị nào có ăn thì mình sẽ chia lại cho quý vị nha. Dạ giờ trời chóng nóng rồi phải không, có lẽ bắt cái quạt lên này mà sợ nó ồn cái nhà mình tắt kề chịu khó nên hơi nhạt xíu. Rồi chảo đã nóng rồi, cái mình sẽ cho lên đây 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 4 muỗng dầu. Là cái này tới 1,8 kg là bò, tới 1,8 kg bò là cái nhà. Dạ 1,8 kg bò nha, 1,8 kg. Cái mình ướp trong đây rồi, cái này quý vị thấy không, hành tây nè, hành tím nè, và tỏi nè, đường nè, bột ngọt nè, cà no nè, ha, tí xíu nước mắm cũng được, là tiêu, là nhiều bột nghệ đó, mình ướp cho bê rồi này cả nhà, để cho chảo nóng lên mình sẽ đi. Còn đây là tỏi với hành với ớt cái mình để trên mặt nè, còn xả mình để lát mình sẽ xào. Ok mình sẽ làm nha cả nhà. Đũa thần thánh nè, đũa thần thánh của Khánh Bình. Đũa này nó dài nha, thấy đen lùi không. Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ ớt nha, ớt dành với tỏi vô nha cả nhà, nó hơi sặc chút xíu nha cho thơm. Ok cho chút xíu xả đi, vừa để làm mớ xả trong miếng cho thơm thôi, tại vì cái xả là xả non cả nhà, xả non không có sợ nó dai, nó giòn nó ngon lắm. Thế mình sẽ quay cả nhà xem. Ok cả nhà đây nè, đầy đủ ha, các nhà thấy đầy đủ không, bột ngọt là no nè, nước mắm nè, tiêu nè, nghệ cũng là bước đầu gan vị. Rồi các mình sẽ xào nè, ở đây cái bình khô mà mua cái cây này cả nhà, mua cái cây này đi cầm những cái gì để lên để xuống được, cái nhà ăn rất nhiều cũng được. Cái này có bị ăn cơm cháy hết sảy luôn, mình chút xíu mình làm cơm cháy thôi, không biết mua không biết có quay được không không nè, đang làm thì quay không có được cả nhà. Đó là tỏi, hành tím với lại hành tây mình để bằm chút xíu, rồi tỏi mình để trong đây mình tao nè. Nè cái này thấy bò nhiều không? Đó. Cái này cũng khoảng 6 kg á.
cục bột. Cả nhà thấy nè, cái tay bằng tay của mình đó, thấy không? Nó là quay cái xa đó. Con tủ lạnh tủ đông nhiều lắm cả nhà. Hết mình muốn quay gì cho cả nhà xem để làm cho nó dễ. Xả này xả non, quý vị không có sợ dai nha. Đừng có sợ dai, ok. Không có dai đâu. Mình sẽ để xuống đi, cầm chỉ cho mớ tay đúng không? Đây, để xuống gì đi. Đó. Đâu cần phải thấy mình đâu phải không? Đó. Như chứ cũng dễ thấy. Món nó vàng rồi ha. Ớt nó cũng nổ bung 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 rồi, nhà thấy ớt nổ bung bung không? Đây, một cái thám bò mình sẽ thả vô nha. Đây, bò này cả nhà. Thế mình sẽ thả hết vô. Quá. Mình ớt nó giờ khoảng 15-20 phút rồi. Nè, mình tan ra nè, ra đều. Mình tan ra ra đều cái nè. Thơm quá, chưa chân đã thơm rồi đó cái nè. Thơm bắt ngát luôn. Cái nhà nào mà không có có thời gian thì coi, còn có thời gian thì sẽ tới. Còn không thì mình tắt nắp, mình sẽ ghép vô. Trời, bước đầu gì đi, lát nó dễ rồi. Cái nhà con không được cái này xả nha. Xả tới, nhưng mà xả tới các bạn không thấy. Xả tới các bạn không có thấy. Trong đây nãy cô kêu có nêm đường nè, bột ngọt nè, nước mắm nè, chỉ còn no rồi thì quý vị với tiêu. Đó. Trong đây có sẵn sàng hết trơn rồi nè, tất cả những cái gia vị trong đây sẵn sàng có hết trơn rồi đó. Thơm quá, thơm tuyệt vời, mình nói thiệt, nó dốc thôi. Cái bò nó mau chín quý vị, cái này để 35-40 phút là quý vị ăn được rồi nha. Cho nên như mà cho nó săn, cho nó thấm, nó săn lại quý vị. Chứ tự nhiên mình để cho xào mà nêm liền nó mới ngon nha. Tại vì nó có gia vị trong đây rồi quý vị. Bắt ngát rồi, thơm lắm. Nếu nhà hàng họ làm thì không có lâu như mình đâu. Nhà hàng họ sẽ làm họ xào á. Họ để hết xà la. Họ để tùm la vô, để hết vô luôn. Gia vị gì để hết vô luôn. Không phải như cái bình mà để mà từ bước giai đoạn đâu. Cái này sẽ ngon, bò nó ngon lắm. Tại vì có thơm nữa, khóm đó cả nhà. Rồi bắt đầu nè. Cả nhà thấy không? Nó săn lại nè, nó săn lại, bắt đầu săn nè ha. Ở nhà cho nó săn lại chút xíu nha. Để bò nó tanh lắm, ok. Đừng có sợ, đừng có cắp ruột. Rồi, mình sẽ cho nghệ vô. Nãy cho một muỗng bột rồi đó, bột nghệ. Giờ cái bình sẽ cho nè. Bột muỗng nữa, ở vị này tới 1.8 kg lận. Không có sợ đắng nha, bột nghệ là bột nghệ bột thôi chứ không phải là bột nghệ nguyên chất. Nhà cái bình đây, để thêm cái gì không sao hết, không sợ đắng, tại vì bột nghệ. Cái bình sẽ cho thêm tiêu nha, nè, cho một muỗng canh tiêu nữa, ok. Cái này tương ớt rồi cả nhà, tương ớt. Cái bình sẽ cho khoảng muỗng canh tương ớt nha, dạ. Ok, không tốt. Mình đấy mình để đường rồi, mình đấy mình để đường rồi, thành ra cái bình sẽ để vô đây là cho. À, một muỗng canh đường ở đây, cái này là muỗng cà phê, thì em để muỗng canh đi, ok. Bột ngọt khỏi để nha quý vị, ok. Bữa nãy để bột ngọt rồi. Nước mắm này cả nhà ơi, nước mắm này ngon lắm nè, ok. Mình sẽ để cho đây khoảng một muỗng canh nước mắm nha. Nửa muỗng. Một muỗng, ok. Rồi các bạn xào lên tiếp. Gia đình mình xào lên tiếp nha. Cái gì cho quý vị dễ thấy. Chút xíu mình đậy lại, ok. Chứ quý vị không có thấy, không có làm theo tính bình nữa, không có ngon. Cái nhà rất là dễ làm, bởi nhà ơi. Cái món này rất là dễ làm. Nhưng mà quý vị phải chịu khó mới được. Tỉ mỉ. Xả nè, một tô xả. Cái này khoảng 400g xả non nha. Cái bình lấy xả non nè, hơi đen chút tại vì bỏ thuốc lạnh đó. Đó, đẩy hết cho luôn. Hết cho luôn, hết xả luôn. Trời, cái mùi này nồng nặc nó muốn sặc luôn đó nè. Mùi nồng nặc nó muốn sặc luôn đó các nhà. Bò nó mau chín lắm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn đó nè. Trước mình sẽ đậy nắp lại. Quý vị muốn ăn mặn nữa, quý vị để nước mắm thêm nha quý vị. Dạ. Rồi mình để cà no với nước mắm rồi đó. Trong đây 1.8 kg để qua 2-3 muỗng nước mắm rồi đó. Dạ. Còn cà no để 3 muỗng rồi đó. Dạ.
thấy cái màu không? Cả nhà thấy cái màu không? Ok. Đây, cái màu đẹp không? Rồi, mình cái này là nước lạnh và là nước dừa tùy theo quý vị nha. Thế mình chọn nước lọc. Cái này khoảng một xị nước nha, không biết có biết bao nhiêu, các bạn để lên đên được rồi ha. Đây để vô nè. Này. Để cho lưng lưng vậy ok ha. Rồi các bạn lấy nắp đậy lại. Để khoảng 30 đến 35 phút. Ok ha. Ra đem ra là nêm nếm tắt lửa, nêm để tắt lửa rồi mà ăn thôi cả nhà. Dạ. Cái gì rất là dễ dàng ha cả nhà. Một chút xíu thì mình sẽ quay cái chính cho cả nhà xem nha. Bây giờ chúng mình sẽ đem đậy nắp lại. Dạ. Để các bạn lấy cái nắp lại. Chúng mình lấy cái nắp đậy lại. Dạ. Ok. Đây chúng mình sẽ để nắp lại nha. Rồi mình sẽ cho vào để khoảng 30 phút ha, đến 35 phút tùy theo các bạn nha. Rồi chút xíu chính mình sẽ quay nha cả nhà. Hello cả nhà, mình đợi bò đợi 3 phút 35 phút nha. Đó, chút xíu mình sẽ quay cả nhà xem nha. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ giữ gìn sức khỏe cả nhà, sức khỏe là quan trọng. Và mình sẽ yêu thương nhau bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tình người nha. Rồi 35 phút. Các mình sẽ mở nắp ra. Ô cái này ngon cả nhà. Đây. Cái này thấy không? Mình sẽ sơ nhẹ nhẹ nha. Ra nước nè. Ra nước cũng nhiều quá, nãy thì để cho nó hơi hơi rồi giờ nó ra. Đây cái nhà xong rồi nè. Rồi cái món bò kho sả ớt đã xong rồi. Xa gần quá. Quý vị ăn với bánh mì cũng được, ăn với cơm cũng được, mà nhậu cũng được nha. Đó, ăn với bún cũng được, quý vị lấy bún vô leo rau sống lên, cái trang lên. Rất là ngon, mà cái mình sẽ làm tôm cháy. Dạ, tôm cháy với cháo trắng ăn cũng ngon nữa. Rồi xong món rồi, quý vị chúc quý vị làm món bò kho sả ớt thuận lợi nha, ngon nha, ngon lành nha. Rồi xin chào tạm biệt tất cả quý vị nhé, đăng ký kênh cho Khánh Bình nha. Nhà thấy ngon không? Mình xác lại nè. Đó. Quý vị ăn hành thì để hành lá vô nha, còn không ăn thì thôi. Quý vị ăn cay nữa để tiêu và sa tế riêng ở ngoài, tại vì nó làm sa tế riêng á, đôi khi người ăn cay không được. Rồi, chúc quý vị buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Mà luôn mình đang trong công việc. Ngon quá. Cái mình làm tôm cháy này cả nhà, làm tôm cháy ăn với đó ngon, cả nhà thấy ngon, tuyệt vời không? Gần khấy ngon lắm. Đó, xong rồi đây, chúc cả nhà mà làm món bò kho nóng hổi luôn, ngon không? Ngon quá. Tôm cháy, bò kho tôm cháy, chúc cả nhà làm vui vẻ nha. Có gì nhắn tin cái mình sẽ làm bằng, cái mình sẽ chỉ cho, chỉ nhiệt tình luôn. Nó ngon, cứ ngắt à. Cái gì, cái gì nữa.